Ngươi dùng khoáng thạch để chiến đấu. Ngươi là người của địa nguyên. Ngươi là ai? Lẽ nào anh không nhìn thấy ba sư đồ bên cạnh tôi sao? Tất là anh là vương tước cấp 1 đợt trước của Aslan. Chắc chắn anh rất quen thuộc với cảm giác bên cạnh có ba sư đồ đi theo nhỉ. Vậy ngươi cũng nên biết, thân là vương tước cấp 1, tự tiện xông vào phạm vi của nước khác có thể được coi là tuyển chiến đấy. Phim Tước Tích phần 2 Lãnh Huyết Cuồng Yến do TV2.org thực hiện thuyết mình.
Theo miêu tả của người, kẻ xâm phạm hẳn là vương tước cấp 1 của địa nguyên. Xem ra họ đã biết. Chúng ta giấu hoàng kim đồng khổng trong di tích Vu Đổ Nhĩ. Kế hoạch xâm lược của họ sớm hơn nhiều so với dự kiến. Vì thế, kế hoạch của chúng ta cũng cần tiến hành sớm. Đặc Lôi Á, U Minh, tiếp theo đây có hai nhiệm vụ cần hai người hoàn thành. Hay là tôi không vào nữa nhé. Nhà cô quá sạch sẽ. Cả người tôi vẫn nên trở về dịch trạm chờ Ngân Trần thì hơn. Lỡ đợi anh ấy quay lại không tìm thấy tôi, tôi có thể mượn cô chút tiền. Phim được thuyết minh độc quyền bởi TV2Z. Dịch trạm tôi đã sắp xếp xong, anh không cần lo lắng làm gì. Nhưng đúng là nên tắm một chút. Cả người anh thối rồi. Anh mở thay quần áo bẩn trên người ra cho tôi. Đây là của Ngân Trần tặng tôi. Tôi không thể cho cô. Ai cần bộ quần áo rách dưới của anh? Đi theo tôi. Mày nói xem, có phải Ngân Trần không cần tao nữa không? Anh ấy còn quay lại tìm tao không? Cậu đi đi, không cần lo lắng cho tôi. Tôi ở chỗ này, chờ cậu quay lại. Anh buông tôi ra. Muốn đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra. Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Cô tưởng tôi không muốn? Cẩn thận, tinh thể băng có độc. Yeah.
Kelly. Chốt đi. Ngân Trần, cuối cùng anh đã quay lại tìm tôi. Chúng tôi đặc biệt đến tìm cô. Tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải sứ đồ của anh. Tôi và Ngân Trần phải đi cứu các nghĩa giả Mỹ Thập. Cần mượn sức mạnh vĩnh sinh của cô, tạo thành lượng máu lớn. Cho nên U Minh mới muốn đến bắt tôi, đúng không? Hai người muốn đi nộp mạng, đừng cản tôi đi có được không? Các nghĩa giả Mỹ Thập thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không đi. Đây là di nguyện của cha cô ở vương tước cấp 6, Tây Lưu Nhĩ. Đừng có nhắc đến cha tôi. Trước lúc chết, ông ấy còn đem hồn lạc cho cô, không cho tôi. Muốn hoàn thành di nguyện thì cũng là cô nên đi hoàn thành. Không phải cô thiên phú vĩnh sinh rồi sao? Muốn đổ máu, cô tự đi mà đổ. Tôi đi cùng các người. Cậu không được đi. Tại sao? Ngân Trần, có phải lại muốn bỏ rơi tôi không? Tôi đi cứu vương tước của tôi. Không liên quan đến cậu. Sao không liên quan? Anh muốn đi theo vương tước của anh, tôi cũng phải theo vương tước của tôi. Vừa nãy tôi đã nói rồi. Không được là không được. U Hoa thì được, tại sao tôi lại không được? Tại sao?
Ngay cả vài món hồn khí mà cậu cũng không đánh được, thì dựa vào gì mà bảo vệ tôi? Có phải anh điên rồi không? Anh biết Ngân Trần và Quỷ Sơn Liên Tuyền mới đi làm gì không? Biết. Mới đi cứu Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập, tôi không quan tâm Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập. Tôi chỉ quan tâm đến Ngân Trần. Anh ấy là vương tước của tôi. Anh ấy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Anh ta đi chết. Ngân Trần không cho anh đi. Sao anh lại không hiểu? Tôi hiểu. Cho nên tôi càng không thể để một mình anh ấy đi mạo hiểm. Tôi muốn bảo vệ anh ấy. Anh bảo vệ anh ta thế nào? Ngay cả mình anh còn không thể bảo vệ nổi. Tôi biết. Trong mắt các người, tôi là sứ đồ nửa vời, cái gì cũng không biết. Nhưng tôi không muốn mãi là một người vô dụng. Cho dù giúp anh ấy đỡ một kiếm cũng được, giết thêm một tiểu hồn thú cũng được. Chỉ cần có thể kề vai tác chiến với anh ấy, cho dù núi đao biển lửa, tôi cũng không sợ. Sao lại cứng đầu như thế? U Hoa, có lẽ trong lòng cô không có một người quan trọng như thế. Một ngày nào đó, sau khi trong lòng cô có một người quan trọng như thế, cô sẽ hiểu cảm giác của tôi. Cách của anh liệu có quá tàn nhẫn không? Tôi không muốn cậu ấy theo tôi nộp mạng vô ích. Cậu ấy vẫn còn trẻ như thế. Cậu ấy nên có tương lai tốt hơn. Tương lai cái gì? Anh thật sự thấy Kỳ Linh không đi cùng chúng ta thì sẽ được an toàn sao? Anh quan tâm Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập bao nhiêu, Kỳ Linh quan tâm anh bấy nhiêu. Tôi có thể đi cùng các người, nhưng tôi có một điều kiện. Cô cứ nói, Kỳ Linh phải đi cùng tôi. Kỳ Linh, cậu ra đây. Cho nên, ý nghĩa của tiếng thở dài ban nãy là anh ấy đồng ý rồi. Nhưng tôi phải nói trước, tất cả đều phải nghe tôi. Yên tâm, yên tâm. Tôi đảm bảo anh chỉ đâu tôi đánh đó. Anh coi tôi như hồn thú của anh đi. Bộ quần áo này của cậu. À, phải không? Tôi cũng thấy thế. Bộ này hoàn toàn không được. Không được đẳng cấp. Quá kém so với bộ anh tặng tôi. Vốn dĩ tôi không muốn mặc, đều tại U Hoa, đều tại cô ấy. Khá đẹp đấy. Hả? Vậy sao? Đúng rồi, Ngân Trần. Dưới nhà U Hoa có một ôn tuyền rất tuyệt. Anh có muốn đi ngâm một chút không? Ngâm xong cả người tràn ngập mùi thơm. Người xem, thế nào? Có hấp dẫn không? Liên Tuyền, cô có muốn cùng đi cảm nhận không? Ồ, cô xem kìa,
Rõ ràng là nghĩ nhiều rồi. Cũng đâu ai bảo cô ngâm cùng Ngân Trấn. Hay là nói cô muốn ngâm cùng Ngân Trấn. Tôi thì không có ý kiến, phải xem Ngân Trần thôi. Tôi thấy suy nghĩ của anh là đúng đấy. Chúng ta vẫn đừng nên mang theo cậu ta. Cô xem cô kìa, đang làm gì thế? Các người nói chuyện đi. Tôi đi đây. Tạm biệt. Rốt cuộc cậu có đi hay không? Các người dựa vào gì mà nói tôi ở ngoài cửa nghe lén? Tôi đã sớm đi rồi. Hành tung của chúng ta đã bị bại lộ. Bạch Ngân Tế Tí nhất định sẽ tiếp tục truy sát chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn trước đã, để tránh truy đuổi. Đồng thời tiến hành huấn luyện và chuẩn bị để ứng cứu. Nói thì dễ, các người phải biết, ra khỏi cánh cổng này, cả thành Lôi Ân, thậm chí cả Aslan này, khắp nơi đều có Bạch Ngân sứ giả. Tùy các người đi đâu đều không thoát khỏi giám sát của họ. Nếu đã như thế, vậy tối nay chúng ta xuất phát ngay trong đêm. Hả? Đi đâu? Ra khỏi thành. Bạch Ngân Tế Ti, người bảo ta đến hành lang vực thẳm tìm kiếm thi thể của đứa trẻ này, ta đã mang về rồi. Tiếp theo ngươi còn cần ta? Không cần. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ.
Mỗi một đêm trăng tròn đều kỳ sản sinh tự thể của chúc phúc, cũng là lúc sức mạnh của nó yếu nhất, là thời cơ tốt nhất để chúng ta đột phá. Vì để ngăn cản, chúng ta cứu cát nhĩ giả Mỹ Thập, Bạch Ngân Tế Tỳ nhất định sẽ diệt trừ tất cả nước cỏ thông đến nơi giam cầm. Muốn vào được hồn chủng, cần phải lặn xuống biển sâu. Vị trí hồn chủng ở nơi sâu nhất của đáy biển Lôi Ân, dựa vào thể năng của chúng ta, căn bản không thể nào đạt đến độ sâu của hồn chủng. Cho nên chúng ta phải tìm ra Hải Ngân trước để mượn sức mạnh của nó. Hải Ngân là ai? Hải Ngân là hồn thú cự hình dừng ở nơi sâu thẳm đáy biển, đã từng thuộc về anh trai tôi Quỷ Sơn Phùng Hồn. Nhưng lúc anh ấy qua đời, Hải Ngân cũng biến mất theo trên biển lớn. Sau khi vào hồn chủng, chúng ta phải nhanh chóng đột phá ba đường phòng tuyến. Cửa ải tầng đầu tiên chính là chúc phúc một trong tứ đại hồn thú thượng cổ. Tôi có thể du ngủ chúc phúc, nhưng thời gian cực kỳ có hạn. Chúng ta cần phải dùng phương pháp từ trên cao rơi xuống, dùng thời gian ngắn nhất để đột phá. Vì thế, chúng ta cần thích ứng với tốc độ từ trên cao rơi xuống và biến hóa của áp lực. Sau khi vượt qua chúc phúc, chúng ta cần phải đến tế đàn máu tươi ở trung tâm di tích. Dù ngủ chúc phúc cần phải tiêu hao một lượng lớn hồn lực của tôi. Đến lúc đó cần để U Hoa thay thế tôi, dùng thiên phú vĩnh sinh tạo ra lượng máu lớn để khởi động lối vào tầng thứ hai. Vậy nên trước khi xuất phát, chúng ta cần cường hóa thiên phú vĩnh sinh của U Hoa. Tuy không biết khởi động tế đàn máu tươi rốt cuộc cần bao nhiêu máu, nhưng đã là đường phòng tuyến thứ hai của Bạch Ngân Tế Tỳ, tôi nghĩ nhất định sẽ không dễ dàng. Tầng cuối cùng là cánh cửa của địa ngục trắng, cần bỏ đi hồn khí mới có thể vào. Điều khác của lối vào địa ngục trắng là một thiết bị đếm ngược không ngừng xâm chiếm hồn khí. Mới duy trì trạng thái mở ra của cánh cửa, chúng ta cần một lượng lớn hồn khí. Đây là chín vương tước và sứ đồ từng xuất hiện trong lịch sử của gia tộc chúng tôi. Hồn khí họ sử dụng lúc còn sống đều làm đồ chôn cùng, cũng được thờ cúng ở đây. Bạch Ngân Tế Tỳ, phạm vi tìm kiếm mà tôi cảm nhận được dưới trạng thái mở toàn bộ hồn lực phải che phủ cả một thành phố cũng đã là cực hạn rồi. Lúc này có thể bọn họ đang ở bất kỳ nơi nào của Iceland. Cho nên, người cần cùng vương tước cấp 6 khởi động ma trận bắt hồn. Vương tước cấp 6 Tây Lưu Nhĩ chẳng phải đã chết rồi sao? Vương tước cấp 6 đời mới Hàn Xương Tự.
Thiên khứ của vương tước cấp 6 là mắt bắt hồn. Một khi bắt được ánh nhìn của người khác, liền có thể cộng hưởng thị giác và cảm giác của đối phương. Tất là người phụ trách đem tất cả bạch ngân sứ giả đưa đến tất cả điểm cao của Aslan. Hàn sư phụ sẽ dùng thiên phú liên kết tầm nhìn của tất cả bạch ngân sứ giả, hình thành phạm vi quan sát vượt giới hạn. Bắt động ma trận cần tiêu hao lượng lớn hồn lực. Tất là người phụ trách đem hồn lực tinh thuần của Hồ Vàng Kim về đế đô Cách Lan Nhĩ Đặc cho Đặc Lỗi Á và Hàn Sương Tự sử dụng. Kế tiếp, Đặc Lỗi Á, người sẽ có thể trực tiếp đọc được tầm mắt của Hàn Sương Tự. Dựa vào thiên phú của hai người các người, có thể cưỡng chế trừng dựng đôi mắt của tất cả bạch ngân sứ giả, đem cảm giác của hồn lực phủ khắp toàn quốc, hình thành ma trận bắt hồn. Cô chắc chắn muốn làm thế sao? Linh hồn hồi lộ của thiên thúc U Hoa là không hoàn chỉnh. Cô rất khó chống đỡ lượng máu cần có để khởi động tế đàn máu tươi. Nhưng trên người cô đã có hồi lộ. Cô không thể ban ấn lần nữa cho cô ấy. Cô chỉ có thể, tôi có thể đem linh hồn hồi lộ của tôi và cô ấy trói chặt với nhau. Đây là cách duy nhất để cường hóa thiên phú của cô ấy hoàn chỉnh. Nhưng một khi hồi lộ trói chặt với nhau, nếu cô ấy chết, cô cũng sẽ chết theo. Tôi biết, nhưng tôi từng hứa với Tây Lưu Nhĩ giúp ông ấy chăm sóc thiên thúc U Hoa. Tôi nghĩ đây chính là số mệnh của tôi. Đáng không? Cô ấy trẻ hơn tôi, tràn ngập hy vọng với thế gian này hơn tôi. Cô ấy có người mình quan tâm, có thanh xuân và tương lai tốt đẹp. Còn tôi sau khi hoàn thành di nguyện của anh trai, thế giới này đã không còn gì đáng để tôi lưu luyến. Nếu như có thể, cứ để thiên thúc U Hoa thay tôi sống tiếp đi. Bọn họ khá là thông minh đấy, và tiếp tục trốn trong dinh thự của thiên thúc U Hoa. Vậy bây giờ chúng ta có thể không cần. Các người lùi xuống đi.
Cô có nắm chắc không? Không có. Nhưng dù sao cô tốt hơn chờ chết. Có lẽ đây là tiền đặt cược cứu mạng cuối cùng của chúng ta. Lãnh huyết cuồng yến nhiều năm nay lại bắt đầu lần nữa. Anh có ngửi thấy mùi máu tinh trong gió bão chưa? Tôi cũng thấy kỳ lạ. Tại sao bọn họ không thừa cơ giết chết tôi trong mơ? Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta đã bại lộ rồi. Dinh thự U Hoa không còn an toàn nữa. Chúng ta phải xuất phát trước thời hạn, đi tìm kiếm Hải Ngân.
phải chúng ta bị theo dõi rồi không? Sao bọn họ có thể biết chính xác vị trí của chúng ta? Quả thật rất kỳ lạ. Thank you.
một mảnh đen tối. Bọn họ ở trong cơ thể Hải Ngân đã không thể dùng tầm nhìn của Liên Tuyển để phán đoán vị trí của họ. Chuẩn bị hạ cánh. Đi. Vậy Liên Tuyển thì sao? Ngân Trần. Ngân Trần. Kỳ Linh. Đi thôi. Chúng ta không giúp được Liên Tuyển. Ít nhất có thể không để Ngân Trần một mình đi vào di tích Vưu Đồ Nhĩ.
Tất là ngươi và Đặc Lợi Á, U Minh lập tức đến nơi giam cầm. Thuyết minh độc quyền bởi trên tầm sa chết chấm nét, nhất là phải ngăn cản họ cứu các nghĩa giả Mỹ Thập. Dạ, Bạch Ngân Tế Tì. Đặc Lôi Á, có nghi vấn gì sao? Vì sao ba chúng tôi không hợp lực chấn thủ tầng đầu tiên là được? Phân tán thực lực không phải càng dễ bị kích phá sao? Ta tự có sắp xếp, không cần hỏi nhiều. Dạ. Bạch Ngân Tế Tì, ta không dám đảm bảo có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên, cho nên ngươi sẽ có người giúp đỡ ngươi làm. Nơi này là di tích Vưu Đồ Nhĩ. Sao ta nhớ là di tích Vưu Đồ Nhĩ đã bị sửa thành mê cung rồi. Mê cung? Có lẽ có thể đột phá từ bên trên. Thời gian không còn kịp nữa. Xông vào. Thank you.
căn bản không đi xuyên qua được. Là gió. Hồn khí của anh là hồn khí nguồn gió sao? Kỳ Linh, bây giờ tôi chuyển hồn lực của mình cho cậu. Cậu dùng toàn lực thổi tan mây đen phía trước đi. Có thể làm được chứ? Tôi thử xem. Ở đó. Đây là phải rót đầy cả hồ sao? Làm gì? Xem thường tôi à? Các người mau đi đi. Cô ổn chứ? Đừng có nói nhảm nữa. Giờ tôi còn cầm cự được. Nãy còn nói nhảm thì tôi thật sự phải ngất đấy. Các người mau đi đi. Ủ Hòa, tụi mình cẩn thận. Ủ Hòa, cô phải chờ tôi quay lại.
Kỳ Linh, nếu hồn khí của cậu tiêu hao hết toàn bộ mà tôi vẫn chưa quay lại, thì cậu lập tức trở ngược lại, đưa U Hoa, Liên Tuyển cùng rời khỏi chỗ này. Ngân Trần, vậy tôi có thể nào? Không thể. Cậu tuyệt đối không thể đi vào cánh cửa đó. Nếu cậu đi vào tìm tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Tuy rằng cậu luôn cảm thấy tôi rất lợi hại, rất giỏi giang, thật ra cuộc đời tôi sống vô cùng tệ hại. Nhưng đời này của tôi có hai chuyện khiến tôi vô cùng tự hào. Đầu tiên chính là trở thành sứ đồ của các nhĩ giả mỹ thập. Thứ hai chính là trở thành vương tước của cậu. Đây là một món hồn khí của tôi. Hương tuyết cũng ở trong đó. Nó sẽ bảo vệ cậu. Ngân Trần, vậy tôi ở đây chờ anh quay lại. Ngân Trần, cảnh tượng này thật đẹp. Có lẽ cô cũng như tôi, rất thích mùi vị tanh ngọt của máu tươi nhỉ. Tôi cảnh cáo anh, đừng có qua đây. Ai còn đến gần tôi, Tôi sẽ thật xin lỗi. Vừa rồi cô nói nếu tôi còn đến gần thì cô thế nào?
U Minh. Đừng quay đầu. Đừng nhìn vào mắt hắn. Đặc Lôi Á. Đặc Lôi Á. Là ai khiến cô bị thương? Đi mau, đây là một cái bẫy. Bẫy gì? Giết bọn chúng. Bạch Ngân Tế Ti đã khởi động kế hoạch chế tạo vương tước mới. Kẻ bị truy sát không chỉ là Đảng Ngân Trần Liên Tuyền, còn bao gồm cả chúng ta. Nơi này chính là phần mộ chuẩn bị cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thoát được. Hắn đã bắt được tầm mắt của tôi. Vô dụng thôi. Hồn lực của cô ta cao hơn anh. Tử linh kính không có tác dụng với cô ta. Không chữa ảnh được. Hồn lực của cô ta cao hơn chúng ta nhiều. Anh không phải đối thủ của cô ta. U Minh, mà đi giết chú Dạ. Giết chết hắn, Quỷ Sơn Liên Tuyển sẽ không bị hắn khống chế. Chuyện này ra cho tôi. Vậy cô thì sao? Đi mau. Nếu không chúng ta đều phải chết. Kỳ Linh, tôi nhất định sẽ kiên trì đến khi anh quay lại. Ngầm Trật, Ngầm Trật.
tất lạp. Chúng ta bị lừa rồi. Bạch Ngân Tế Ti muốn đổi mới hệ thống vương tước của cả Aslan. Nhiệm vụ của chúng không phải giết Liên Tuyển và Ngân Trần, mà là chúng ta. Đặc Lôi Á đã xem trộm phong thủy cấm ngôn lục của ta. Cô ta và U Minh đã biết bí mật của hang động tường trì. Bọn họ sẽ là uy hiếp tiềm ẩn. Vì thế, Aslan cần có vương tước mạnh mẽ hơn và thiên phú cao hơn để chế ngự sự xâm lược của các nước khác. Tất là người cần phải một mình hoàn thành kế hoạch lần này. Lôi Á, Đặc Lôi Á, Đặc Lôi Á, Đặc Lôi Á. Đặc Lôi Á. Đặc Lôi Á. U Minh. U Minh. Tất lạp. Tất lạp, anh làm gì vậy? Tất là anh không phải là bạn của Ngân Trần sao? Bạn? Vậy mà cậu vẫn tin có cái gọi là bạn bè à? Đúng rồi, chắc cậu vẫn tin giữa vương tước và sứ đồ trung thành không rời xa nhau nhỉ? Nhưng Ngân Trần có từng nói với cậu, giữa vương tước và sứ đồ trước giờ đều không phải quan hệ ngang hàng. Sở dĩ cậu cảm nhận được lưu luyến, ỷ lại, sùng bái và trung thành với Ngân Trần, đó đều chỉ là tình cảm một phía của sứ đồ dành cho vương tước thôi. Anh nói dối. Ngân Trần không thể nào lừa tôi. Cậu xem,
Ngân Trần vì các nhĩ giả mỹ thập có thể ngay cả mạng sống cũng không cần. Giống như cậu thề chết đi theo hắn đến đây. Nhưng vào lúc cậu gặp nguy hiểm, giống như hiện giờ, hắn đang ở đâu? Nếu giữa cậu và các nhĩ giả mỹ thập chỉ còn một người có thể sống sót, cậu đoán xem hắn sẽ chọn ai? Bất kể nói gì, tôi đều không tin anh. Tôi chỉ tin Ngân Trần. Tôi thật ngưỡng mộ cậu. Tôi ngưỡng mộ cậu có thể sống đơn thuần như thế. Hoặc là nói ngu xuẩn như thế. Chỉ cần tôi còn sống, các người ai cũng đừng hòng và làm hại Ngân Trần. Cậu đã quên thiên phú của tôi là gì rồi sao? Tôi mới đi vào, căn bản không cần vượt qua cậu. Nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng định đi vào, bởi vì căn bản Ngân Trần không thể nào giải được lời nguyền rủa cuối cùng khóa chết các nhĩ giả mỹ thập. Nguyền rủa, tôi sớm đã đem không gian trong địa ngục trắng cài đặt cho thời gian trôi chậm 120 lần. Số hồn khí này của cậu, cho dù có thể kiên trì 100 ngày ở bên ngoài, nhưng đối với Ngân Trần ở trong, ngay cả một ngày cũng không đủ. Cũng bởi vì như thế, tôi mới có thể trở thành vương tước duy nhất không bị thay thế trong cuộc giết chóc điên cuồng lặp đi lặp lại này. Chúc phúc gì, tử linh gì, tế đàn máu tươi gì, đều là trò cười. Nhà tù thật sự giam giữ các nghĩa giả mỹ thập là thiên phú độc nhất vô nhị của Tất Lạp tôi. Thời gian đến rồi. Cậu còn chưa tuyệt vọng à? Ngân Trần! Đông Bạc! Ngân Trần! Ngân Trần! Nhân lúc chú không ở đây, U Minh, chúng ta mà rời khỏi đây. Đặc Lôi Á, Đặc Lôi Á, vô dụng thôi. Có ý gì? Tất Lạc biến chỗ này thành một không gian một chiều, tuần hoàn vô hạn. Chỗ này là một nhà tù, chỉ có thể vào, không thể ra.
Đừng vào đây. Tôi không vào. Kỳ Linh họ sẽ không ra được. Để tôi vào. Hồn lực của tôi nhiều hơn cô. Để tôi vào. Cô không thể vào. Cô phải giữ lại hồn lực của cô. Chờ Kỳ Linh bọn họ ra. Đưa họ an toàn rời khỏi đây. U Hoa. U Minh, giúp tôi với. Cầu xin anh. Dù sao cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cho cô hết vậy. Sao hồn lực lại biến mất rồi. Bạch Ngân Tế Tỳ, ta không dám đảm bảo có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, cho nên sẽ có người giúp đỡ người làm. Bọn họ là vương tước cấp 1 của Tu Xuyên Địa Tàng, ba sư đồ thiên địa hải của hắn. Thiên phú của họ là chất tức, có thể cắn nuốt hồn lực trong phạm vi lớn. Vương tước và sứ đồ mất đi hồn lực trước mặt họ chỉ là người phàm mà thôi. U Hoa, có lẽ trong lòng cô không có một người quan trọng như thế. Một ngày nào đó, khi trong lòng cô có một người quan trọng đến thế, cô sẽ hiểu cảm giác của tôi. Cho dù là trời băng đất tuyết,
hay là hoang mạc lửa cháy. Mặc kệ đi đâu, chỉ cần ở người đó là được. Có thể kể vai tác chiến, cũng có thể chia sẻ khổ hạn, thậm chí cùng rơi xuống vực thẳm. Nguy hiểm cũng được, đau khổ cũng được, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cho dù chảy cạn giọt máu cuối cùng, chỉ cần có thể bảo vệ người đó là được. Cô không muốn nhìn thấy người đó chịu bất cứ đau khổ nào, càng không thể cho phép người đó chịu một chút tổn thương. Cho dù lửa cháy thiêu đốt cũng được, thịt nát xương tan cũng được. Cô sẽ muốn liều hết tất cả, thậm chí hy sinh tất cả của cô, bao gồm cả sinh mạng. Nếu tất cả những thứ này đều là vô ích, vậy ít nhất phải dùng sức chạy về phía đối phương. Cho dù phía trước là cái chết lạnh lẽo, cũng không thể ngăn cản sức mạnh để cô tiến về phía trước. Ngân Trần, đến khi nào tôi mới trở nên lợi hại? Chắc là khi cậu trở thành vương tước. Vậy tôi cũng có thể trở nên lợi hại như anh à? Cậu sẽ biến thành tóc màu bạc sao? Chắc là có thể. Thích không? Thích. Tôi luôn cảm thấy rất đẹp. Vậy khi nào tôi mới có thể trở thành vương tước? Tôi chết rồi thì cậu có thể trở thành vương tước. Vậy bỏ đi bỏ đi, tôi vẫn nên làm sứ đồ của anh thôi. Tóc đen cũng khá là đẹp rồi. Ngân Trần, anh mau trở lại. Tôi không muốn làm vương tước. Tôi trả vương tước lại cho anh. Bạch Ngân Tế Tỳ, nhiệm vụ người giao cho ta đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp theo hãy cùng thưởng thức sự hạ màn hoàn mỹ của trận lạnh huyết cuồng yến này đi. Quỷ Sơn Liên Tuyển và Thiên Thúc U Hòa đã trói hồn lộ lại với nhau. Bây giờ bọn họ là quan hệ cộng sinh với nhau. Thú vị. Vậy cứ để loại hồn lộ này lại đã, đem hai người bọn họ cùng đưa về tim. Giết chết Đặc Lôi Á và U Minh.
thì ngươi có thể trở về. Bạch Ngân Tế Tỳ, ta đã biết bí mật của phong thủy cấm ngôn lục. Trong hang động tương trì, các người dùng lượng lớn tương trì chế tạo bản sao. Sau đó trên người bọn họ, các người sẽ gieo loại linh hồn hồi lộ cấm kỵ để thí nghiệm, rồi lại để bọn họ trong hang động ngưng tinh, giam cầm đoạn thực, để bọn họ giống như cổ trùng tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, từ đó cũng chọn ra được kẻ có hồn lực mạnh nhất. Ta đã bố trí hoàn tất trước đó. Một khi ta và U Minh chết, bí mật của hang tương trì và hang ngưng tinh sẽ được phân tán cho ba đế quốc Phong Nguyên, Hỏa Nguyên, Địa Nguyên. Ta tin rằng ba quốc gia này tuyệt đối sẽ không cho phép các người phá hoại sự cân bằng của thế giới hồn thuật. Rất nhanh, Aslam sẽ bị ba quốc gia liên thủ xâm lược. Người xác định đây là kết quả mà người muốn sao? Ngân Trật, Ngân Trật, ngươi không phải Ngân Trật, rốt cuộc ngươi là ai? Xem ra hồn khí của cậu ta rất không đơn giản. Yeah.
Tôi ở nơi này. Tôi ở đây chờ anh quay lại. Kể Linh, Kể Linh. Ngân Trần. Thượng Thuyết, phải buông tao ra. Ngân Trần.
Ngân Trần, không phải chết vì hồn lực, tôi cũng chưa bao giờ sống vì hồn khí. Thế giới hoang vu trong mắt anh còn có rất nhiều người giống U Hòa, Liên Tuyển, có máu thịt, không cam lòng khuất phục vận mệnh. Tôi của trước kia nhát gan, yếu đuối, hẹp hạ, tùy hứng. Cho đến khi gặp được các người, tôi mới biết một cách sống khác của đời người. Đi bảo vệ, đi chiến đấu, vĩnh viễn không khuất phục. Anh đã từng nói, hy vọng mong manh hơn nữa trước mặt tuyệt vọng đều có khả năng lớn vô hạn. Ngân Trần, tôi biết anh sẽ luôn tin lại cùng tôi. Độc quyền bởi TV2Z, đừng lo lắng cho tôi. Tôi ở nơi này, tôi sẽ luôn ở nơi này, chờ anh quay lại. Cuối cùng đã đến rồi. Trận chiến đấu cuối cùng này, các nghĩa giả mỹ thập, vương giả từng bất khả chiến bại, có lẽ sẽ rất nhanh bắt đầu con đường trả thù hủy diệt chúng thần. Vẫn may ta có người.